Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đây là biết rồi sao? Tên này không lẽ thật sự là giả vờ đấy chứ? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tề Ma truy sát rồi. Nói về thực lực, chú Nguyên xem ra không địch lại Tề Ma. Lần này cứu ngươi cũng không kịp rồi. Chú Nguyên bị đánh ra rồi sao? Không đúng. Đó không phải là Chu Nguyên. Tiểu tử này. Tề Ma, sao có thể chứ? Ngươi lại vội vàng tìm chết như vậy sao? Chu Nguyên vậy mà cũng đạt đến mức độ 3,4 tỷ rồi sao? Một thiên dương cảnh trung kỳ lại đạt đến mức độ như vậy, làm thế nào mà làm được vậy? Chu Nguyên, ta nhất định là sẽ giết chết người. Khương Kim Lân và Di Sơn hai người này cũng đang còn tiến hành tăng trưởng bí pháp. Với thực lực của người, đối với ta chỉ có thể tự chuốc lấy sỉ nhục mà thôi. Di Sơn, 3,8 tỷ nội tình nguyên khí. Ai chuốc lấy sỉ nhục cũng chưa biết trước đâu. Khương Kim Lân, 3,6 tỷ dao động nguyên khí. Đến xem thử bất ngờ mà ta chuẩn bị cho ngươi đi. Sao thế, bị ép đến mức ói máu rồi sao? Kim huyết long vực, Khương Kim Lân ta hôm nay nhất định là sẽ giết người. Mưa máu hóa thành một màn sáng vàng. Phong thánh thuật. Thánh đồng hộ thể. Muốn dùng thật phong ấn hay sao? Ngươi quá là ngây thơ rồi. Ta có hộ thân thánh quang rồi.